Thưa khán giả, cựu chiến binh Ngô Hồng Hải thuộc chi hội cựu chiến binh khóm 3 phường 8 là một hội viên tiêu biểu trong hai phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Không chỉ vậy, ông còn là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cựu chiến binh thành phố Sóc Trăng. Cứ vào mỗi cuộc họp định kỳ của chi hội thì hội viên thường đến tham quan vườn rau ao cá, chuồng nuôi quanh nhà của cựu chiến binh Ngô Hồng Hải. Đây là mô hình tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch số 291 của Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng. Chỉ hơn 3.000 mét vuông đất đai ao mương quanh nhà đều là vườn rau, ao cá, chuồng nuôi gia cầm, thủy cầm, nuôi dê. Tùy vào đặc điểm từng loại rau, từng loại củ, các loại quả được ông bố trí trồng khắp nơi quanh nhà, đảm bảo nguồn cung rau củ quả, trứng, cá, gà, vịt trong gia đình. Có dư thì bán cho những hộ lân cận. Riêng chuồng dê luôn duy trì ở số lượng 20 con để vừa cung ứng dê giống, dê thịt ra thị trường. Phân thải ra từ các chuồng nuôi gia cầm, chuồng nuôi dê được tận dụng trồng rau xanh, tán cây ăn trái thì nuôi gà thả giường. Một cách làm nông nghiệp tuần hoàn rất hiệu quả. Tận dụng tối đa đất đai ao mương để phát triển thành mô hình kinh tế tổng hợp rất hiệu quả. Thì mình cũng tạo điều kiện để cũng có này nọ để mình tạo bữa ăn hàng ngày. Cứ như là rau sạch. Có gặp anh em cũng trò chuyện rồi cũng bàn kế hoạch này làm đêm nói vậy. Ở vùng ven, nguồn thu nhập chính là nông nghiệp. Nhờ tính cần cù chịu khó, nắm bắt khoa học mà nhiều năm nay ông là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Từ năm 2020 đến nay, ông đã xây dựng thành công mô hình sản xuất quanh nhà, là điểm tham quan rút kinh nghiệm trong hội viên cựu chiến binh thành phố Sóc Trăng. Nhiều năm liền, ông Ngô Hồng Hải được hội viên trong chi hội bình chọn là hội viên xuất sắc, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Với cái bản lĩnh và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cần cù, rồi là siêng năng, rồi cái tìm tòi học hỏi, từ đó mà chịu khó làm những cái mô hình mà nó có cái thành quả, kết quả như ngày hôm nay. Cái mô hình này đáng khen ngợi để học tập kinh nghiệm cho cựu chiến binh. Đồng chí là một hội viên tiêu biểu mà qua đây thì cũng vận động hội viên mình phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tức là phải là siêng năng, cần cù, sáng tạo và làm kinh tế phải là giỏi. Thì ông Ngô Hồng Hải thì cũng có trong cái chỗ mà tuyên truyền trong cái mỗi sinh hoạt chi hội, thì trong đó thì cũng các hội viên là mà khó khăn thì chỗ chi hội 3 thì cũng hỗ trợ về cái phương thức mà để làm kinh tế trong cái hội viên, thì cái chỗ đó thì nhờ cái sự đoàn kết đó mà hả giúp cựu chiến binh phường 8 vươn lên dẫn đầu của 10 phường. Gương mẫu trong các phong trào hội, cần cù linh hoạt sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng mô hình điểm để chia sẻ trong hội viên nông dân có điều kiện. Nhiều năm liền, cựu chiến binh Ngô Hồng Hải là một hội viên điển hình về phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu và trong lao động sản xuất. Ông được bình chọn là hội viên xuất sắc tiêu biểu trong hai phong trào thi đua của hội, đồng thời được bình chọn là hội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cựu chiến binh thành phố Sóc Trăng.